sĩ Quy Bảo qua đời ở tuổi 32 do đột quỵ. Sự ra đi của ca sĩ Quy Bảo, cựu thành viên 18 về bèn khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Ca sĩ Quy Bảo, cựu thành viên 18 về bèn, Tây Bắc của về bèn qua đời sáng ngày 30 tháng 8, hưởng dương 32 tuổi. Quy Bảo được biết đến là học trò của nhạc sĩ Phương Nguyên, chia sẻ với Tiền Phong, Phạm Anh Tú. Trưởng nhóm 18 về bèn cho biết anh nhận tin Quy Bảo qua đời từ người thân của đàn em vào sáng ngày 30 tháng 8. Quy Bảo qua đời do đột quỵ. Tôi vừa đáp sân bay Nội Bài thì hay tin Quy Bảo qua đời. Tôi vừa đặt vé về thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức, quá bàng hoàng và xót xa. Hiện tôi và một số anh em thân thiết đã có mặt tại nhà Quy Bảo để tiễn em đoạn đường cuối, anh tôi nói. Phía ca sĩ Trịnh Thanh Bình cũng xác nhận về thông tin ca sĩ Quy Bảo qua đời. Ca sĩ Trịnh Thanh Bình chia sẻ sự hụt hẫng về những kỷ niệm khó quên với Quy Bảo khi hay tin anh qua đời. Những kỷ niệm của anh về em luôn là cậu bé vui tính chất giọng còn trầm hơn cả cái bass em đang cầm trên tay. Trong trí nhớ của anh, em cũng có số đào hoa, được nhiều bạn bè mến mộ. Em dễ thương với anh với bè bèn, kể cả những show diễn em không tham gia cùng bè bèn nhưng vẫn có mặt ở khán đài để ủng hộ. Khi được hỏi lý do vì sao em có mặt ở đây thì câu trả lời thật đáng yêu. Em rảnh nên hôm nay lên ủng hộ, sau đó đợi diễn xong đi chơi cùng anh em. Em có mặt mọi lúc bè bèn cần, em luôn chủ động vai trò và quật não cho team. Cách đây 3 ngày em còn đăng lên bài hát mới của anh để ủng hộ anh nữa. Anh chưa biết, chưa kịp cảm ơn em thì anh đã không còn cơ hội rồi. Cảm ơn em về tất cả, sự đồng hành và những cống hiến cho team. Ở một phương trời nào đó luôn vui vẻ và dẫn dịu thiên thần về bên em nhé. Trịnh Thanh Bình viết, thông tin Quy Bảo ra đi khiến bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, xót thương. Ca sĩ Trương Thế Vinh viết, một khoảng thời gian ngắn nhưng ít nhất anh em mình đã lưu lại được vài kỷ niệm đẹp. Cảm ơn Bảo đã tin và đi với anh, tiếc là anh không làm được như đã định, tiếc là chưa kịp ngồi lại với nhau. Yên nghỉ nhé em, thằng bé hiền lành nhất trong mấy đứa em đang nhặt mình chơi. Chưa cái gì là im im cười thôi, kiếp sau lại đàn cho anh hát nhé. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân ngậm ngùi, đã làm việc chung với Bảo từ thời anh em còn ở làng Acoustic, đã ngồi nói chuyện trên trời dưới đất nhưng nay hay tin và nhìn bức hình không nên thấy. Tôi không tin vào mắt mình được, an nghỉ nhé, bạn của tôi sẽ luôn nhớ về bạn. Anh Bảo ơi, anh đi nhà, anh Tú, em và mọi người sẽ nhớ anh nhiều lắm. Ở một cuộc đời khác vẫn luôn cười và hạnh phúc anh nhé. Mới hôm qua còn thấy anh đăng ảnh, nay thì nghe hung tin. Cuộc đời khó đoán trước được điều gì. Yên nghỉ nhé người anh của em bạn bè. Đồng nghiệp gửi lời chào tạm biệt Quy Bảo. Quy Bảo tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Quy Bảo, sinh năm 1992. Ngoài khả năng ca hát, anh còn biết chơi nhiều nhạc cụ. Năm 2019, Quy Bảo gia nhập 18 Bê Bèn theo ban nhạc Việt, được bốn huấn luyện viên chọn và về đội nhạc sĩ Phương Quyên. Dù không giành chiến thắng chung cuộc, 18 Bê Bèn được các huấn luyện viên đánh giá cao. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét 18 Bê Bèn là một trong những nhóm nhạc được kỳ vọng nhất tại cuộc thi. Sau cuộc thi, Quy Bảo trời 18 Bê Bèn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm và nhạc sĩ Phương Quyên. Linh cữu ca sĩ, nhạc công Quy Bảo được quàn tại nhà riêng ở đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9. Sau đó anh được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước Viên, huyện Bình Chánh.